Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hảo. Chúng ta lại gặp nhau trong những ngày cuối tuần. Thì ngày hôm nay Hảo có một số những cái món đồ nghề Nhật Bản, cũng giống như là cái máy khoan pin, máy cắt cầm tay, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Mọi người xem kỹ trong clip coi có những cái món nào mình còn thiếu hay là mình thấy ok, hợp nhãn thì liên hệ với Hảo nha. Rồi đầu tiên là lên một cái cây bắn bu lông IG. Đó, một cái bắn bu lông IG ha. Khẩu 1/2 còn rất là mới ha. Đó. Cái máy này là hàng Martin Taiwan ha. Cái hiệu IR này là cái hiệu chuyên làm những cái súng bắn bu lông của Mỹ nha. Đó. Một bộ như thế này là gồm một thân máy, một pin với lại một cục sạc autovolt nha, là từ 100 đến 240V. Đó. Một bộ một máy, một pin với một sạc như thế này thì sẽ bán với giá là 2,3 triệu. Anh em chơi hữu hảo nha. Rồi kế tiếp là một số những cái mẫu thước kéo của Tajima ha. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Cái này nó có tự động dừng nha. Đó. Hai mặt số. Đó. Khi nào mà mình ấn vô á thì nó mới tục vô ha. Đó. Cái này, cái cây thước này thì họ bán với giá là 230.000 một cây, giá bán chưa gồm phí ship nha. Đó. Còn cái mẫu này thì là cũng y chang như vậy luôn, nhưng mà nó có 500 ở phía dưới cái đít này nữa ha. Đó. Đó. Hai mẫu này là 230.000 một cây. Còn cái mẫu này thì nó là hàng made in Japan ha. Đó. Made in Japan ha. Đó thì cái này nó cũng có hai mặt chữ luôn. Hai mặt số luôn ha. Đó. Đó. Thước mới chưa qua sử dụng nha. Made in Japan. Cái lỗi thước của nó là inox. Nó không có bị rỉ sét khi mà mình cái thước mình kéo ra kéo vô bị đo ha. Đó. Đó. Rồi cây này Hảo bán với giá là 350.000, giá bán chưa gồm phí ship ha. Đó. Rồi kế tiếp là một cái cây kìm cốt plotter của Nhật nha. Đó. Đó, nó bấm được mấy cỡ là 1.25, 2.0, 5.5, 6.0 ha. Đó. Hàng chưa xài luôn, còn nhìn còn rất là mới nha. Đó. À. Đó. Rồi kế tiếp là một cái khoan bê tông đi. Một cái khoan bê tông Panasonic này nó xài được 14.4V với 18V nha. Đó, cái này là cái hàng trưng bày cho nên là nhìn nó còn rất là mới.
Cái này thì nó có 5 cấp trượt, 5 cấp trượt với lại một cấp khoan không búa nha. Đó, ở đây nó còn một cái đầu chuyển từ mũi bê tông SDS lết ra là cái mũi bắn vít 6/35 nữa. Đó. Đầu zin của nó luôn ha. Mã của nó nè, Panasonic EZ 78A1. Hàng made in Japan luôn ha. Đó. Cái này mà để cho anh em xài bắt máy lạnh hay là camera gì đó là hết bài luôn ha. Mũi 6, 8, 10, 12, 14 gì đó, khoan bê tông là thầy luôn. Cầm rất là nhẹ tay gọn gàng ha. Đó, thân máy thì nhìn còn cực kỳ mới luôn. Cái này là hàng trưng bày cho nên là chưa có xài tới luôn, nhưng mà hàng bãi thì nó có hơi xước xát một chút xíu, chút đỉnh, không có để không có ảnh hưởng ha. Đó, đèn pin luôn, tắt đèn pin, bật đèn pin, tắt đèn pin ha. Đó. Một cái thân máy như thế này á, thì Hảo sẽ bán với giá là 1.400.000, 1.400.000 một cái thân máy như thế này nha. Đó, còn rất là đẹp ha. Thì cái hàng này á, ở ngoài bãi á, thì bây giờ đã hết rồi, ở đây thì Hảo chỉ còn có hai cái thân máy cuối cùng thôi. Anh em lấy cái nào thì nhắn tin hoặc alo Hảo sớm ha. Đó, Panasonic xài được hai dòng pin 14V4 với lại 18V ha. Đó, cây nào cũng mới với nhau luôn. Đó, cực kỳ đẹp, hàng trưng bày made in Japan luôn ha. Đó, rồi kế tiếp là ở đây họ có cái mắt kiến bảo hộ của cũng của hãng Tajima luôn. Đó, cũng là hàng made in Taiwan nha, chưa xài luôn, còn trong hộp ha. Thì ở đây nó có cái mắt kiến này thì nó làm theo bốn năm cái chuẩn bảo hộ của Mỹ nè, chống tia sét nè, rồi chống chói nè, chống tia UV rồi nè ha. Đó. Đó. Thì cái mắt kiến này họ bán với giá là 220.000 một cái ha, giá bán chưa gồm phí ship nha, có một cái một à. Rồi kế tiếp thì ở đây Hảo có thêm ba bộ ba bộ ba cái vít cách điện 1000V của hãng Anet nha. Đó, hàng made in Japan luôn nha anh em. Đó, cái này là BH2 nè, cái này là cái dẹp trừ 6 nè, con này là BH3 nè. Đó, cái hàng này á, là hàng cách điện 1000V ha. Khi mà mình xài á, mà tới cái dòng điện mà nó quá 1000V á, thì cái cao su bọc cái này nè nó sẽ chảy ra ha. Rồi thì lúc đó mình sẽ biết cái môi trường của mình là làm dòng điện trên 1000V nha. Lúc đó thì nó hơi nguy hiểm, thì lúc đó mình quyết định là coi có làm tiếp hay là không làm tiếp ha. Đó. Đó. Hàng đầy đủ tem nhãn mác ha, Anet, Made in Japan. Đó, đều Japan hết nha. Đó. 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 Thì ba cái cây này Hảo sẽ bán với giá là một bộ như thế này là 300.000 nha. Hai cây ba ke BH2, BH3 với một cây trừ 6 nha. Đó, 300.000 ba cây. Rồi kế tiếp là một cái cây kìm bấm code của hãng
Tài chiều ha, mắt in sự quân đình của Thụy Điển nha. Đó. Hơi bị đẹp luôn, hàng này giống như là mới chưa sử dụng luôn đó. Cực kỳ đẹp, cực kỳ nhẹ luôn nha anh em. Đó. Rồi cây kìm này Hảo sẽ bán với giá là 600 ngàn nha, giá bán chưa gồm phí ship. Đó, một cây hãng, một cây kìm bóng cốt của hãng Tai Chi, made in Swindon, Thụy Điển nha. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Rồi rồi kế tiếp ha, kế tiếp là mình có thêm một cái cây kìm bấm cốt bandut của Mỹ ha. Cái này là mình bấm code được từ 0.14 đến 10 nha. Mã nè, CT1570. Rồi cái kìm bấm code Bandut cái thương hiệu này của Mỹ thì Hảo sẽ bán với giá là 500 ngàn ha, CT1570 Bandut nè. Mọi người cứ lên trên Google, mọi người bấm search thử cái mã ha, CT1570 đó. Cái mẫu này là cái mẫu kìm của Made in Germany ha, của Đức nha. Đó. Rồi kế tiếp ở đây là thêm một cái cây kìm cũng Bandut nữa, nhưng mà cái này là cái mẫu khác ha, CT1550 Made in Germany nè. Đó, cái này thì cái mẫu code bọc nhựa thì mọi người thường thấy là nó có màu đỏ, màu xanh, màu vàng nè. Đó, mình canh coi cái màu nào thì mình đưa vô cái hàm chỗ đó ha. Đó, cây kìm này bóp cực kỳ nhẹ luôn ha. Đó, cực kỳ mượt luôn. Đó. Đó, cái này là cái cử, giống như là mình muốn muốn bấm tới đâu á, muốn bấm tới đâu á thì mình đưa cái nói qua nó đỡ ha. Đó. Rồi cái kìm này thì mình cũng bán 600 ngàn luôn. Đó, cái kìm Bandut Made in Germany ha, còn rất là đẹp nha, ngàm như mới luôn. Rồi kế tiếp ở đây là Hảo có một cái cây khoan Hilti SF6H A22. Đó, cái này thì cái này là cái dòng khoan không than đời mới của Hilti ha. Đó, tốc độ rất là mượt. Cái này là cái nó sử dụng cái bộ hộp số là nó bằng điện tử, từ nó có từ 1 đến lại 15 cấp trượt điện tử, một cấp khoan không búa với lại một cái khoan có búa ha. Đó. Nó có thêm cái chức năng ATC nữa, là khi mà cái mũi khoan bị kẹt á, mình lắc cái góc cái là nó ngưng ha. Đó. Đó. Rồi nó ngắt rồi đó, thấy chưa? Ngón tay vẫn còn đè bóp cò nè, mà máy ngắt rồi ha. Đó. Bóp tiếp. Đó, lắc cái tay cái là nó ngắt ha. À. Cực kỳ hay luôn. Đó.
cái này là máy bãi ha, nhưng mà ở này thì họ có thêm cái tay cầm nữa là bán cho anh em. Ví dụ như anh em nào lấy tay cầm thì mua nguyên bộ, còn nếu mà bỏ tay cầm lại thì họ sẽ trừ 500 ngàn nha. Đó, cầm rất là chắc chắn nha. Thường thì những cái máy bãi sẽ không bao giờ có cái tay cầm này đâu. Rồi, một cái thân máy, một cái tay cầm thì họ bán cái này là với giá là 4 triệu nha. Đó, một thân máy, một tay cầm, một cây khoan Hilti SF6HA22, loại có búa nha, không chổi than. Rồi kế tiếp ở đây thì họ có thêm một cái cây kéo carton của Mỹ nữa, hãng Rosneft Made in USA nha. Đó, rồi, Made in USA nha. Đó, kéo carton mình chỉ cần mình bóp vô cái là nó tự bung cái này ra, khá là hay nha. Đó, không xài thì gài vô, còn xài thì bóp cái là nó bung ra. À, hay à, cắt nè, cắt to nè, đó, như cắt giấy luôn. À, cái bộ lưỡi của nó rất là còn còn rất là bén nha, nè cắt giấy nè, đó ngọt chưa, đó đó cực kỳ bén luôn nha. Đó, cái vết cắt ra rất là ngọt, không có bị ba dớ gì hết trơn ha. Cắt miếng tôm lại thử cận cảnh luôn ha. Đó, ngọt chưa? Đó, nhìn thử ha. Cái vết cắt rất là ngọt, không có bị xước mẻ, dăm xước gì trơn ha. Đó. Rồi, cái cây kéo carton hàng của Mỹ này đời cổ thì họ sẽ bán với giá là 450 ngàn nha. Anh em nào chơi sưu tầm thì hú hảo. 450 ngàn, giá bán chưa gồm phí ship nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, Sronip, Made in USA. Đó, em thấy chưa? Rồi kế tiếp thì ở đây họ có thêm một cái cây vít Panasonic EZ7520. Dòng này là dòng 7V2 ha, dòng này là dòng 7V2 thì nó sử dụng động cơ là có chổi than. Nó hay ở chỗ một cái là nó vừa có cấp trượt vừa có búa luôn nè, 1 2 3 4 5 5 cấp trượt, một cấp khoan không búa ha. Nè, đó cái này là đang là khoan không búa nè, đang này là đang cấp trượt nè ha. Đó, khi mà mình chuyển về đây á, thì nó sẽ là có búa. Cái đầu chuyển món vít đâu ta. Đó, mình gạt lên đây. Gạt lên đây là cấp trượt nha. Đó. Đủ lực á, thì là nó sẽ trượt, nó không có siết góc vô nữa ha. Để cho tránh cái tình trạng mà mình làm hư bắn những cái đồ nhỏ nhẹ như là túp lô điện hay là cục sạc gì đó mà nó bị sấy hư gân ốc nha. Đó, càng lên càng nặng càng mạnh nè. Đó, đó nó đã quay được rồi nè. 4 nè. Đó. 5 nè. Đó. Cấp khoan nè.
đó là nắm không được nữa luôn đó, thấy chưa? Rồi cái thân máy này á, thì anh em mua thân máy cũng được, mua thân máy với pin cũng được, hoặc mua thân máy với pin với sạc luôn cũng được ha. Đó, Panasonic, cái này là hàng trưng bày nha, mình còn cái tem xem bộ đây luôn. Anh em nhìn nè, ngoại hình rất là đẹp ha, như mới luôn, 99%. Đó, có thì móc treo nữa nè, rất là tiện lợi ha. Rồi cái thân máy này á, thì Hảo bán với giá là 800 ngàn. Anh em nào chơi thì hú Hảo, anh em nào chơi sưu tầm thì hú Hảo nha. Đó, một cây Panasonic EZ7520 7V2, sử dụng động cơ có chổi than. Nó vừa có chức năng là 5 cấp trượt, một cấp khoan không búa, với lại một một cái cấp bắn vít có búa nha. Đó, kế tiếp là một cái thân cưa dĩa, một cái thân cưa dĩa sử dụng hai cái viên pin 18V ra 36V của Makita nha. Cái này không động cơ không chổi than, có thắng luôn nha. Đó, cái hàng này là hàng mã Mỹ nha. Ngoại hình thì nó cũng còn rất là đẹp nha, nó chỉ là để lâu nên nó hơi đóng bụi xíu thôi ha anh em. Đó, có luôn cái lưỡi nha. Đó, rồi cái thân máy Makita 10, thân máy cưa gỗ Makita sử dụng hai viên pin 18V ra 36V này thì nó sẽ bán với giá là 1.300.000 ha, giá bán chưa gồm phí ship. Đó, con này còn rất là đẹp nha. Rồi cuối cùng là Hảo bán một cái bộ bộ ba cây kìm với hai cái tua vít cách điện 1000V, hàng mới chưa qua sử dụng của Lentool, made in USA luôn ha. Đó, thì một bộ như vậy Hảo sẽ bán với giá là 2.100.000 nha. Đó, gồm một cây kìm Liman, một cây kìm cắt với một cây kìm tuốt dây, hai cây vít, một cây ba ke, một cây dẹp nha. Đó, anh em nào chơi thì hú Hảo nha. Hàng made in USA, hàng của Mỹ nha, chưa qua xài, chưa qua sử dụng luôn, cực kỳ đẹp nha. Lentool là một cái thương hiệu chuyên làm những cái dụng cụ sửa chữa điện ha. Nó được thành lập ở bên Mỹ vô năm 1857 nha, rất là xịn sò luôn, cán cách điện 1000V nha. Đó, đó, đó. Rồi clip của Hảo đến đây là kết thúc nha. Anh em vui lòng xem clip với lại cho Hảo một đăng ký một like nha. Anh em chơi món nào thì hú Hảo nha. Số điện thoại với lại địa chỉ giao dịch trực tiếp thì họ có để dưới cái phần mô tả của clip nha. Rồi, clip của Hảo đến đây là kết thúc. Xin chúc cho anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.